Vâng, kèo đấu được chờ đợi nhất trong buổi tối hôm ngày hôm nay đó chính là kèo đấu giao hữu solo xe hỗn mã giữa Hồng Anh và Sơ Luyến. Tất nhiên rằng Sơ Luyến vẫn sẽ là người được đánh giá cao hơn, nhưng các bạn đừng quên rằng Hồng Anh ngày hôm qua, vâng ngày thi đấu hôm qua thôi, em đã hạ knock out ngạo thế quần hùng ở kèo xe hỗn mã này với tỷ số 3-0 trắng. Và mọi thứ rất có thể sẽ tiếp tục xảy ra với Sơ Luyến nếu như Sơ Luyến đánh chủ quan. Và chúng ta hãy cùng đến với kèo xe trận đấu đầu tiên. Một bài đánh tàu, vâng một bài tàu của em. Chiếc bé đã được đóng một vị trí khá đẹp. Con hươu thứ ba đã nằm xuống ở cạnh nhà chính của game thủ Hồng Anh. Bây giờ thì sẽ là con hươu thứ tư. Vâng, dân đang được tuôn ra khá nuột. Nhưng mạng thì cũng hơi lag. Các bạn thì thấy. Vâng, tôi để ý không sai mà. Từ đầu trận giờ thì những thời điểm ban đầu đều là những thời điểm lag nhất trong game. Nhưng càng về sau thì mọi thứ đều càng nuột nà hơn. Vâng, càng nuột nà hơn và thi thoảng đùng phát tơn và sập mạng luôn chứ không không gọi là đơ hay đứng hình gì cả. Con hiếu tiếp theo của Hồng Anh hơi xa. Hồng Anh em quyết định không ăn. Vâng, sát nhà chính thì mới chơi. Cháo bưng tận mồm nhét thẳng vào cổ họng rồi thì mới chịu nuốt. Chứ còn nếu như mà chỉ đưa đến tận mồm rồi thì không ăn. Vâng, nhất định không ăn. À, vẫn ăn. Tôi lại cứ tưởng không ăn cơ. 11 trên 16, em đang đi dò. Rừng là khá đẹp rồi. Vâng, nhìn rừng nhìn qua thì là khá đẹp và có thể nói là kín. BA, mặt BA sẽ hướng ra lên trên góc 12 giờ. Và hoàn toàn có thể bảo kê được toàn bộ khu vực nhà cửa của mình. Với một cánh rừng thông rộng và dài như thế này, rất khó để cho Sơ Luyến có thể móc máy được Hồng Anh. Nhưng cái khả năng điều quân của Sơ Luyến thì các bạn đã nhìn thấy ở trong trận đấu AC. Vâng, cùng là 10 con cung R, nhưng số lượng cung R của Hồng Anh chết là gần như toàn bộ, trong khi Sơ Luyến chỉ chết có 2 con thôi.
Vâng, chúng ta cùng quay trở lại với màn hình máy của Hồng Anh. Em đã kích đời 24 dân 703 trang. Tôi vừa có một chút được bận đi ra ngoài một chút nên không không xem được em kích ở phút thứ bao nhiêu, nhưng đã là 54%. Em đang ám chỉ cho khán giả biết rằng khu vực vừa rồi sẽ là vị trí đóng BA của em ý. Nhưng liệu có phải như vậy không? Hay chỉ là một pha kích chuột bâng quơ mà thôi? Nhà của Hồng Anh trận đấu này rất đẹp. Các bạn có thể thấy. Vâng, BA đóng trên dốc. BA bắt buộc phải đóng trên dốc. Rừng là kín. Vâng, BM đóng đây là hợp lý. BA, em đóng cạnh bãi đá. Vâng, BA đóng một bãi đá cũng được. Lên dốc, vâng, sẽ trải dài từ chân dốc xuống dưới dốc. Nếu như em đóng toàn bộ dưới dốc thì kiểu gì cũng sẽ bị bố bà ở trên dốc đấy. Rất nhiều trận đấu mà Hồng Anh đã bị chết bởi một con dốc rồi. Tôi nghĩ rằng em nên rút kinh nghiệm. Hơi thiếu thực. Sóc thêm một con nông dân thôi. Vâng, 26 dân kích đời 10 tròn. Đối thủ của em lên đời 2 muộn anh em. Chính vì thế mà điểm số của anh Sơ đang thấp hơn so với Hồng Anh. Hồng Anh đang công lực hơi yếu. Vâng, mạng là hơi lag. Nâng cấp chặt gỗ thôi. Đã đủ rồi. Vâng, em tiếp tục đóng ruộng. 26 trên 28. Cắt thêm nông dân để có thể ăn gỗ. Đây là một trận đấu nhà, thì nó bắc binh dành cho Hồng Anh. Nhưng điểm yếu là vẫn có. Vâng, mắc binh nhưng điểm yếu là vẫn có. Các bạn có thể thấy là nhà khu vực bo từ nhà của Hồng Anh. Từ góc 3 giờ trở xuống thì các bạn có thể thấy là hoàn toàn ở phía dưới dốc. Và Sơ Luyến có thể mang những con cung bờ đứng ở vị trí này và bắn vào dãy E. Một dãy chỉ có hai cái E thôi. Nhưng bây giờ thì chắc chắn rằng Hồng Anh sẽ mang thêm nông dân ra đấy để chốt thêm vài cái E nữa cho nó chắc. Và đó cũng sẽ là điểm yếu của em ở trong trận đấu này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Sơ Luyến có phát hiện ra là cái điểm yếu này của nhà của thủ Hồng Anh không. Một trận đấu đánh thuần tiễn. Vâng, một công nghệ của Hồng Anh. À không phải, tôi đọc nhầm rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, điểm số của game thủ Sơ Luyến là rất cao. Hồng Anh đóng 5BA. Sơ Luyến không phải là Sên Long. Chính vì thế mà Vâng, chính vì thế mà Sơ Luyến vẫn sẽ đánh hôn mã chứ không không phải như Sên Long. Vâng, có là hôn mã hay là thuần tiễn thì anh ấy vẫn cứ đánh chay cung R và vẫn cứ thắng đều như bình thường. Thực sự khủng khiếp. 4 công nghệ của Sơ Luyến và 3 công nghệ của Hồng Anh. Sơ Luyến là người lên Vâng, Sơ Luyến là người lên cho mình cái công nghệ thứ tư trước, khả năng là bánh xe chăng? Không phải. Lên đời là bằng khít nhau. Vâng, lên đời là bằng khít nhau cho nên khả năng là Sơ Luyến lên cái công cho những con sọc đơn chứ không phải là bánh xe sớm hơn so với Hồng Anh. Tân cung R đầu tiên của Hồng Anh có 5 con. Ngay lập tức động thái của Hồng Anh đó là nâng giáp cho con cung R của mình. Vâng, không phải rồi. Như vậy là Sơ Luyến cũng chơi bài thuần tiễn. Khả năng điều R của Sơ Luyến thì chúng ta đang nhìn thấy ở trận đấu AC. Cực kỳ khủng khiếp. Vâng, Sơ Luyến vẫn chưa chết một lần nào. Chạy ngang là quá tốt. Sơ Luyến đang chấp cung R so với Hồng Anh. Sơ Luyến chỉ có một tơn quân nhưng Hồng Anh là có hai tơn. Một cung R của Sơ Luyến nằm xuống. Vâng, một cung R nằm xuống rồi. Tỷ số là 1-0. Sơ Luyến đang rút lui. Vâng, anh mất hình luôn, không còn nhìn thấy trên bản đồ nữa. Sau những tình huống đấu quân có thể nói là rất tốt của Hồng Anh, thì bây giờ anh bị bất thình lình xuất hiện một dân của Hồng Anh, hai dân 7E0, một tình huống 7E. Sơ Luyến vẫn chưa chết được con cung R thứ hai,
Nhưng Hồng Anh thì đã chết mất 2 dần. 49 đang trên 52 tham lai của Hồng Anh. Sơ Luyến đang có điểm số cao hơn. Vâng, em chốt tiếp những cái e ở khu vực này thì chỉ một ít phút thôi, kiểu gì Sơ Luyến cũng gọi đàn, vâng, gọi đàn, gọi con gọi cháu gọi cả nhà đến đấy để bắn e. 50 trên 52, Sơ Luyến điều r cực tốt. Vâng, gần như không có một tình huống mà Sơ Luyến nào mà Sơ Luyến không để ý quân. Nhưng Hồng Anh cũng đang thể hiện mình là một tay điều cung r không hề kém cạnh một chỗ nào cả. Những tình huống vừa qua thì Sơ Luyến là người chết nhiều cung r hơn, nhưng quan trọng hơn là Sơ Luyến đã móc được một cơ số dân của Hồng Anh rồi. Một dân, vâng, một dân cũng như là một cung r của Hồng Anh nằm xuống. Tỷ số về điều r đang là 2-1 dành cho Sơ Luyến. À, thôi, dành cho Hồng Anh, nhưng đây là con cung r thứ hai của Hồng Anh. Tỷ số điều r đang là 2-2. Nhưng Hồng Anh chết mất 3 dân. Vâng, con cung r thứ tư của Hồng Anh. Sơ Luyến để ý rất kỹ nhưng con cung r ít máu. Vâng, tiếp tục là một cung r nữa của Hồng Anh nằm xuống. Hồng Anh đang thi đấu rất tốt, tuy nhiên thì Sơ Luyến đang thể hiện mình là khả năng mình thể hiện mình là một tay cung r số 1 của Trung Quốc ở thời điểm này. Bắt đầu có những tình huống đấu quân, chắc chắn sẽ là một pha chạy ngang của Sơ Luyến để hút đàm. Hút đàm rất tốt. Vâng, một cung r của Sơ Luyến nằm xuống. Sơ Luyến đang dàn quân đẹp hơn so với Hồng Anh, nhưng Hồng Anh đang có một thế gọng kiềm. Đây sẽ là một thế gọng kiềm dành cho Sơ Luyến. Chúng ta cùng chờ xem Sơ Luyến điều r như thế nào trong pha đấu này. Vâng, Sơ Luyến cũng pha gọng kiềm đối với Hồng Anh. Ai sẽ là người điều tốt hơn? Hồng Anh đang dừng dưới dốc. Vâng, cả hai đều điều quân rất tốt, nhưng vấn đề quan trọng hơn là Hồng Anh đang đứng dưới dốc. Vâng, dàn quân thì là rất đẹp rồi, nhưng Sơ Luyến đang có lợi thế. Bây giờ thì Hồng Anh trèo lên dốc và đứng bắn. Sơ Luyến không ngu dại gì mà đứng đối đầu. Anh quay đầu và bỏ chạy ngay. Bây giờ thì thiệt hại về người và của là rất nhiều, không thể đếm đong đếm được nữa rồi. Nhưng có vẻ như Hồng Anh đang có một chút bị lép về hơn so với Sơ Luyến. Vâng, những con cung r của Hồng Anh đều là những con cung r thương binh và gần như là đã chết. Chỉ có một phát bắn nữa thôi. Chắc chắn rằng Sơ Luyến sẽ bắn vào những con cung r thương binh đó. Vâng, 49 trên 56, à, trên 76. Cung r của Hồng Anh vẫn đang dàn tốt nhưng tham lai của em không thể nở ra được. Sơ Luyến đang đánh quá hay. Bây giờ thì toàn bộ số nông dân ăn gỗ của game thủ Hồng Anh đều phải dạt vào cánh rừng sát ở phía bên trong để tránh việc móc máy của Sơ Luyến. Sơ Luyến đang lùi quân. Vâng, Sơ Luyến đang lùi quân trên dốc và lại một tên nữa đi vào nhà của game thủ Hồng Anh để móc máy. Sơ Luyến luôn luôn tách cung r làm hai đạo. Một đạo móc máy và một đạo điều r. Và sau khi nhận thấy nguy hiểm thì lập tức én ngay, nhưng cũng đã tách được hai cung r vào ăn bãi gỗ của game thủ Hồng Anh rồi. Các bạn thể thấy là anh ấy gây áp lực tốt đến như thế nào. Vâng, liên tiếp gây áp lực ở mặt nhà BA để cho như những con cung r có thể vào vãn dân của Hồng Anh. Đến điểm này thì số lượng cung r của Hồng Anh đang ít hơn so với Sơ Luyến khá nhiều. Vâng, cung r của Sơ Luyến đông quá, các bạn thì thấy dàn quân là rất đẹp, mà chính vì thế mà chúng ta có cảm giác rằng cung của Sơ Luyến rất đông. Nhưng đây là một con dốc, vì thế mà sẽ không dễ dàng gì để cho Sơ Luyến có thể kết thúc ngay trận đấu này. Vâng, Sơ Luyến đang cố gắng lao vào. Bây giờ thì Sơ Luyến đã hổ báo hơn. Vâng, Sơ Luyến đang hổ báo và cáo trộn hơn. Tuy nhiên thì các bạn có thể để ý thấy rằng cái vị trí đứng cung r của Sơ Luyến và cái khả năng dàn quân của Sơ Luyến vẫn đang là rất đẹp. Cho dù đội hình có di chuyển nhưng hình cánh cung vẫn đang được duy trì. 57 trên 64. Vâng, các bạn thấy đấy, đây là No One Trung Quốc. Cũng là một phần lý do vì sao mà Xe Long giải nghệ thì anh ấy lên đứng ở vị trí thứ nhất. Vâng, Xe Long chiến đứng giải nghệ thì Sơ Luyến là số 1 và Hồng Anh đã đi sai. Tỷ số là 1-0 một kéo xe. Không quá bất ngờ. Các bạn thấy đẳng cấp của Sơ Luyến là như thế nào. Cho dù Hồng Anh đánh có vẻ như là cân phèo như thế ban đầu, nhưng những tình huống đấu quân, có những tình huống đấu quân của những cao thủ thì chỉ hơn nhau một hai con cung r mà thôi. Nó đã tạo nên một khác biệt đến như thế này. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu thứ hai.